Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng, mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 cho người dân thành phố đối với nhóm người ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên tại 59 điểm thuộc địa bàn 22 quận huyện và tại thành phố thủ đức. Theo sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố như XBB.15, XBB.191, XBB.16 và XBB.161. Cùng với đó, miễn dịch cộng đồng bắt đầu có chiều hướng giảm, dẫn đến số ca mắc mới tăng nhanh chóng trong các ngày gần đây. Theo đó, số ca nhập viện bắt đầu tăng cao trở lại trong đó hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Do đó, việc tuân thủ và triển khai hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành sẽ mang lại ý nghĩa quyết định. Theo đó, việc tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế vẫn luôn là biện pháp tốt nhất giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19 nhằm giúp người dân có những ngày nghỉ an toàn trong những ngày lễ sắp tới, bao gồm Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Ngành y tế thành phố đã triển khai 59 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 4 đến 16 giờ ngày 24 tháng 4, thành phố ghi nhận ít nhất 81 ca mắc mới COVID-19 với 77 ca nhập viện. Trong ngày, thành phố có 19 ca xuất viện. Hiện các bệnh viện đang điều trị 233 ca, 62 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp. Để bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, mỗi người nên tự có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành quy định 2K đã được Bộ Y tế đưa ra đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất việc tụ tập tại những nơi đông người nhất là trong dịp nghỉ lễ này để giảm thiểu nguy cơ lây lan bùng phát dịch bệnh